Chuyến đi ăn bất ổn, nay dưới quận 1 không gì ăn chạy lên tới quận 11. Sau bài bay 49 lần hỏi ăn cái gì thì mình đã quyết định tập vô quán Lò Đất BBQ. Này là chỗ order đồ ăn nè. Có mấy bà gọi bầu cua nấm kim châm, thêm chân gà rút xương với lại tôm nướng. Bọn nó thêm món xà lách trộn nữa. Rồi bắt đầu gian kem cúc nè. Cúc là tôi ngồi nướng bán ngồi quay. Quán ngay đường cái là phi nước, uống nước thoải mái. Mà với cái trình độ mà nhậu nước ngọt như tôi là lên liên tục. Xong giờ bị cấm nói nửa tháng luôn, tới giờ này cái giọng nó còn khàn khàn. Rồi bà kêu ăn đi quay cho, đẹp ghê nhìn cái mặt sợ ma luôn. Cái ăn nhiêu đó chưa đủ, kêu thêm mực với bạch tuộc nữa. Còn đây là bánh bèo nhí của nhà mình, định hướng là làm tiktoker với youtuber. Rồi chén miệng thêm hàu nướng mỡ hành với là hàu nướng phô mai. Cái này thì nó có hạ loại nước chấm nha. Một là muối tiêu xanh, hai là chao đỏ. Bỏ đại vô ăn nhưng mà nó ngon. Rồi tranh thủ lùa không là quay qua quay lại còn vỏ không. Phô mai nó béo, người ta nói đường cái ốm bẩm sinh, muốn ăn nhiều ăn không sợ mập. Ngồi vét cho đến hết miếng cuối cùng. Tổng thiệt hại 5 xị khá rẻ so với 4 người. Đây là lý do vì sao mà tôi gọi là chuyến đi ăn bất ổn nè. Hai đứa em nó kêu ăn ở quận 1 xa quá nên lên quận 11 ăn cho nó gần. Sắp tới quán thì nó bị chết máy do bị hư bộ bơm xăng. Xong giờ phải đẩy tôi từ quận 11 về ngược lại quận 1. Đúng là người tính đúng bằng trời tính. Tội nghiệp, về tới nhà chắc cái chân đi ngâm nước ấm với muối luôn quá. Mọi người nhớ tìm với lại follow tôi để có động lực làm những video sau nha.